Xin chào các bác nhé, chào mừng các quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì tiếp tục các video. Hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ giới thiệu các bác lại một dòng mà lưng tiếng mà các bác đã chờ đợi rất lâu rồi. Đây là một trong dòng lưng tiếng đến từ thương hiệu của đất nước Đức, Behringer EX2200. Nếu bác nào đã tìm hiểu về cái dòng lưng tiếng, bác nào đã biết và rất nhiều các bác đã hỏi em về cái dòng này, thì hôm nay đã về hàng được. Số lượng em nói luôn là không có nhiều, hàng em bao zin bao đẹp xuất sắc cho các bác. Lưng tiếng Behringer nhá, EX2200. Con này thì em khẳng định thị trường càng ngày nó càng hiếm, các bác có thể đi hỏi các cửa hàng, rất ít cửa hàng có dòng lưng tiếng này vì nó rất là hiếm luôn. Chất lượng của dòng này thực sự nó mang lại một cái chất âm cho các bác cực kỳ hoàn hảo. Khả năng lưng tiếng của cái dòng này nó quá là hay luôn nhá, em khẳng định lưng rất hay. Và nói luôn là những cái dòng này nó không giống, nó tính tiền so với dòng hàng mới như Idol, ACB, những cái dòng hơn triệu thì mà lưu ý là cái dòng đấy thì không bao giờ thể so được với những dòng như này được. Đây là một điều khẳng định về cái chất âm. Vì những cái dòng hàng mới lưng ấy, người ta lưng một phát lưng bụp lên, nó có thể gây hiện tượng chói tép này, vỡ tiếng đấy. Nhưng mà riêng không, nhưng đối với dòng lưng tiếng hàng bãi này, nó lưng rất từ từ, tiếng bát đánh rất chắc, trung, rất rõ và chép nó rất là sáng. Bác nào đã dùng qua dòng lưng Behringer thì qua đã biết được chất lượng của nó rồi nhá. Và đây nó là hàng chính hãng của dòng Behringer, thương hiệu đến từ Đức, còn nhà máy đặt ở Trung Quốc là việc đương nhiên. Bác cùng nhìn cho em hàng, em thực sự là lô này về nó rất là đẹp, đẹp đến 90-95% luôn. Mặt mũi con này thì các bác không thể chê đâu rồi. Đây, thương hiệu Behringer đây, quá quen thuộc rồi, lọc Behringer, vang Behringer, mixer Behringer thì nó quá là nổi tiếng rồi. Và nó rất là đắt luôn, em khẳng định những dòng này mua hàng mới là hộp cả mixer, cả là mixer hay là đẩy của Behringer nó rất là đắt, vì nó là một thương hiệu rất rất lớn luôn. Đây, các bác xem này, hàng nó rất đẹp luôn. Rồi, các bác đang theo dõi video để lại cho bên em xin một nút like nhá. Các bạn đang theo dõi video này để lại cho xin một nút like và đăng ký kênh cho em. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đây, EX2200 hàng cực kỳ đẹp như này, Behringer nhá. Mặt là mặt phay nhôm nhá, mặt phay nhôm rất đẹp như này. Đấy, thì đây là các tín hiệu đầu vào và đầu ra. Đầu vào của nó là input đây, có thể cắm một chữ L bằng jack 6 ly và hoặc jack 3 sen. Nhưng bác cắm input ở đầu vào nha, nó cắm ở trên cắm dưới này nha. Bác cứ nhìn chữ L ở đâu nó là một vế nha. Đây là input này, output là đường ra này. Đấy, cắm ở đây cũng được và cắm vào jack 6 ly là bên em sẽ tặng đầy đủ dây jack cho các bác, có yên tâm đi. Đây, thương hiệu Behringer đây, hàng đẹp không? Nói chung để nói về hàng như này thì các bác không thể chê được rồi. Em khẳng định cho các một điều đấy, bác nào mà đã dùng qua cái dòng này thì không bao giờ thể chê được, và một điều khẳng định cho bác luôn. Đây là thông số nó ghi rõ này, Dissing by Behringer Gemery. Đây, Gemery thương hiệu từ Đức, in China, có nghĩa là sản xuất ở China, nhà máy đặt ở Trung Quốc. Và đối với cái dòng lưng tiếng này thì khi bác mua em khuyên cao các bác làm bác lên để ghép ở dưới vang để đạt hiệu suất cao nhất. Em khẳng định là có dòng lưng tiếng này các bác ghép ở dưới vang nó xử lý cả tiếng mic tiếng nhạc cực kỳ hay. Còn đối với dòng lưng tiếng mới thì em khuyên các bác là không nên ghép dưới vang, vì cái dòng lưng tiếng mới khi bác lưng lên ấy, nó sẽ gây bị xé tép, gây ra tiếng hú rít mic, vỡ tiếng mic. Cái này nhưng không đối với cái dòng lưng tiếng bãi như này, chính hãng của Behringer này, các bác cứ lưng ghép dưới vang cho em, nó xử lý cái tiếng mic cho các bác cực kỳ hoàn hảo luôn. Rồi, các bạn đang theo dõi video hãy để lại cho bên em xin một nút like nhá và đăng ký kênh cho em. Em sẽ qua cách chỉnh con này nhá, chỉnh con này cũng rất đơn giản thôi, nó sẽ chia được hai kênh đây, các bạn sẽ chỉnh giống nhau cho em. Đầu tiên là phím chức năng in out đây, khi các bạn tắt như này là con lưng tiếng không có tác dụng này, bắt buộc các bạn phải ấn xanh đèn giúp em nhá. Now mic là chỉnh bass này, bass mode có nghĩa là chọn chế độ chơi nhạc, có nghĩa là các bác thể chọn chế độ ấn vào là chế độ chơi bass mạnh, nhả ra là bass nhẹ, thường thì ấn vào để nghe tiếng bass nó sâu hơn. Đấy, các bác chỉ hai kênh giống nhau cho em nhá. Tuner là cắt tần số giọng ca này, thường thì em để nó 3.3 này. Đấy, hai bên để giống nhau này. Process này là chế độ chơi nhạc, có nghĩa là chế độ chơi nhạc nhẹ nhàng mạnh. Các bạn càng mạnh là chế độ chơi nhạc bốp, nhạc đan, nhạc DJ. Ok,
đây còn nhuận nhẹ nhẹ tầm này là để che nghe chế độ chơi nhạc trữ tình, nhạc nhẹ gì đấy. Còn hai mic nó là chọn chép, hai mic là chỉnh tép nhá. Sâu ra cũng nghe chế độ phòng, có bật lên giúp em nhưng các bác đừng bật cao quá nhá. Đấy các bác nghe, bật cao này quá là nó sẽ bị ong phòng. Mình chỉ để khoảng tầm số 2 thôi. Đấy, thực sự là con nâng tiếng này rất ấn tượng luôn. Cực kỳ ấn tượng, em sẽ test cho nghe cái chất âm nhá. Đấy, sẽ test cho nghe chất âm nhá. Tiếng này. Đang nghe tiếng trùng chưa? Tiếng nó trùng hẳn xuống, em sẽ cho qua lưng tiếng này. Qua lưng tiếng nhá. Bạn đánh rất hay luôn, chép đánh rất sáng. Chất âm của dòng lưng tiếng Behringer đưa ra rồi, phải nói là nó rất là hay luôn, quá ấn tượng. Em xin báo giá, giá là 2.400.000 một chiếc, em bao ship. Mọi chi tiết hàng số điện thoại 0916 97808. Xin chào lại các bác nhé, hẹn gặp lại tiếp theo.